buổi được gặp lại quý vị trong bản tin FPNC tối ngày hôm nay 8 tháng 12 và chúng ta đang đến với chuyên mục chuyên gia thị trường. Hôm nay chúng ta sẽ cùng gặp gỡ với anh Nguyễn Công Nguyên là giám đốc phân tích và đầu tư công ty chứng khoán Beta. Xin chào anh, rất vui được gặp lại anh trong chương trình hôm nay. Và thưa anh thì thị trường trong phiên giao dịch hôm nay tiếp tục tăng tốc. Tuy nhiên là đà tăng tốc cũng khá là bị hạn chế trước sự phân hóa của các blue chips. Thì với anh thì cái phiên tăng điểm thứ hai như thế này đã nói gì về cái xu hướng của thị trường chứ? Chúng ta có thể trở lại cái quá trình diễn biến tuần vừa qua, tức là cái tuần mà chúng ta có hai phiên bật điểm đầu tuần, tức là phiên thứ hai, phiên thứ ba và phiên tăng điểm thứ tư, và đến phiên ngày hôm nay là phiên tăng điểm của phiên thứ năm, này là phiên tăng điểm thứ hai, là có hai phiên tăng và hai phiên giảm. Thì hai phiên giảm thực tế, hai phiên giảm chúng ta bật điểm rất sâu, đặc biệt là phiên thứ hai đầu tuần này. Là phiên thứ hai đầu tuần là chỉ số VN Index và VN Index Onsen nói chung là đã giảm điểm rất mạnh. Mà nếu mà thực sự mà chúng ta không có cái cổ phiếu của Sabeco thì rõ ràng là chúng ta có thể là cái điểm số sẽ mất đi sẽ còn nhiều hơn rất nhiều. Mà lâu lắm rồi cái thị trường chúng ta mới có cái đợt mà phiên giảm điểm thứ hai đầu tuần mà nhiều đến như thế, mà khi không có bất cứ một cái thông tin gì rủi ro và thực sự tác động đến thị trường. Cái điều này là cũng cái điều cảnh báo là cái rủi ro của chúng ta là có thể là đảo chiều giảm điểm sâu xảy ra bất cứ lúc nào cái thời điểm này. Thì tôi cho rằng là hai phiên tăng điểm, phiên ngày hôm qua và phiên hôm nay cũng chỉ là mức tăng, đặc biệt phiên ngày hôm qua thì quá trình tăng điểm rằng co rất mạnh và điểm số giành được cũng không là bao nhiêu cả. Phiên hôm nay thì có tích cực hơn, nhưng mà đặc biệt thì cái thanh khoản của phiên ngày hôm nay thì lại, nếu mà loại trừ đi những cái giao dịch thỏa thuận ấy, thì thanh khoản hôm nay là khá là tiêu cực, thì chứng tỏ rằng là hai phiên này cũng chưa nói một cái xu thế nào của thị trường ở cái xu thế là có thể phục hồi trong ngắn hạn được. Tôi vẫn đánh giá rằng thị trường bây giờ vẫn đang ở trong cái vùng mà rủi ro trong ngắn hạn, và đặc biệt thanh khoản nếu không được cải thiện thì cái dòng tiền mà không có vô, tức là đặc biệt là dòng tiền nội, chúng ta đang nói liên tục về những cái giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài thì hôm nay, nhưng mà tôi lại quan tâm rất nhiều đến dòng tiền nội, kể cả nhà đầu tư nước ngoài bán ra, nếu mà dòng tiền nội của chúng ta vẫn đủ lực thì cái lực đỡ từ dòng tiền nội rất là quan trọng. Mà phiên thấy rằng cái dòng tiền là hôm nay lại là khá là tiêu cực thì tôi cho rằng là cái xu hướng của thị trường là chúng ta vẫn cần rất nhiều yếu tố khác để chúng ta đánh giá. Bây giờ kết thúc phiên ngày hôm nay thì ngay cả bản thân những cái chỉ báo kỹ thuật cũng chưa cho cái dấu hiệu là thị trường đã hồi phục trở lại trong ngắn hạn, thì tôi thấy rằng là chúng ta cần phải xem xét thêm và cân nhắc thêm đánh giá thị trường có ở trong cái giai đoạn hồi phục lại chưa. Cảm ơn anh. Và trong cái phiên ngày hôm nay thì chúng ta cũng thấy cái xu hướng là cái xu thế tăng kịch trần của một cái cổ phiếu, đó là Sabeco. Và điều này cũng góp phần lớn vào sắc xanh của VN Index. Đúng vậy. Vậy theo anh cái xu thế này nó sẽ còn tiếp tục trong những phiên sắp tới hay không? Sabeco ngay từ khi mà lên sàn ấy đã là tăng kịch trần rồi, 20% phiên đầu tiên giao dịch, và tiếp tục những phiên tăng trần tiếp theo nữa. Và cổ phiếu này thì rõ ràng là cái cổ phiếu là có cái mức vốn hóa rất lớn, tức là đứng thứ 5 trong những cái cổ phiếu mà lớn nhất thị trường. Chỉ có sau một số những cái mã, ví dụ như Vinamilk, ví dụ như là Vietcombank thời, thì rõ ràng là cái tác động của cái cổ phiếu này lên chỉ số là rất lớn. Cái câu chuyện mà những cổ phiếu mà chúng ta cũng thường thấy, những cổ phiếu mới lên sàn mà có cái sức hút lớn, ví dụ như những cổ phiếu trên Upco vừa rồi, thì rõ ràng là luôn luôn là có những hướng tăng trần. Mà đặc biệt cái xu thế của Sabeco cũng có những cái tăng trần, Sabeco có tác động khá lớn lên cổ phiếu ngành bia. Đúng như ngày hôm nay thì cái cổ phiếu ngành bia cũng đã có những cái phiên, hôm nay có phiên giao dịch khá tích cực. Tăng rất mạnh, và Sabeco thì tôi cho rằng là với trong cái diễn biến của Sabeco trong cái phiên gần đây thì cổ phiếu này là có những cái mức mà dư mua là dần rất cao, nhưng mà lại bên cung thì lại rất thấp, và cái quá trình khớp lệnh ấy thì cái khối lượng lại rất là nhỏ. Mà nếu như mà khối lượng khớp lệnh tiếp tục ở cái mức độ khớp lệnh rất nhỏ như vậy thì tôi cho rằng cổ phiếu này sẽ tiếp tục có những phiên tăng trần tiếp theo, và ít nhất đến phiên ngày mai thì tôi vẫn cho rằng là cổ phiếu này tiếp tục sẽ có một phiên tăng trần nữa. Và phiên ngày thứ 6 ngày mai thì tôi nghĩ rằng là nếu mà trừ trường hợp mà khi mà những nhà đầu tư người ta đang nắm giữ người ta chốt lời thì lúc đó thì cái khả năng là cổ phiếu này sẽ không tiếp tục được cái đà tăng trần nữa. Còn nếu mà tiếp tục giao dịch một phiên chỉ có một vài trăm ngàn hoặc là 1.000 cổ phiếu gì đó thì rõ ràng là cái khả năng, cái xác suất mà cổ phiếu này ở cái mức giá trần là cao. Vâng, đó là Sabeco. Đúng rồi. Và anh nhận định như thế nào về dòng tiền và thị trường nói chung trong thời điểm hiện nay? Dòng tiền thì hiện tại dòng tiền chung tính một cái toàn nội chung thị trường thì dòng tiền của chúng ta cũng đang ở cái đoạn là rất yếu, đang giao dịch yếu ớt và cầm chừng là chủ yếu, giao dịch cơ bản ở phía phân khúc ngoại. Nhà đầu tư nội thì dòng tiền nội cũng hôm nay cũng tôi vừa mới đề cập xong, tức là cũng đã yếu dần đi rồi, gọi là khá là tiêu cực rồi. Thì dòng tiền hiện tại bây giờ ở cái bối cảnh mà khi mà những cái cổ phiếu cơ bản với cổ phiếu blue chip mà nhà đầu tư không tìm kiếm là lợi nhuận là nhiều thì rõ ràng bây giờ dòng hiện tại bây giờ cơ bản đã rút ra và quan sát là chủ yếu, và đặc biệt là họ sẽ chuyển hướng sang một số những ngành phòng thủ, hoặc là họ sẽ chuyển hướng sang một cổ phiếu đầu cơ để họ tìm kiếm lợi nhuận trong ngắn hạn. Nhưng mà nhà đầu tư cũng phải lưu ý một điều rằng bây giờ chúng ta đang ở giai đoạn cuối năm, rất
rất nhiều các quỹ chốt NRV cũng như là cái câu chuyện mà cuối năm các nhà đầu tư cũng như các nhà đầu tư tổ chức họ sẽ bắt buộc họ phải có những cái động thái là họ sẽ chốt sổ sạch để cho xác định là cái kế hoạch cuối năm. Thì tôi thấy rằng là cái câu chuyện thời gian cuối năm cái dòng tiền tôi thấy là vẫn tiếp tục ở trong cái tình trạng mà thận trọng, khả năng dòng tiền sẽ tiếp tục đứng ngoài quan sát là chủ yếu. Vâng, cảm ơn anh. Trong phiên ngày hôm nay thì chúng ta rõ ràng nhận thấy là các blue chips đã có sự phân hóa cũng tương đối. Đúng như vậy. Thì theo anh là có cái mã nào trong nhóm blue chips mà đã về đến cái mức giá mà anh thấy là đã hấp dẫn để khuyến nghị cho nhà đầu tư nên mua vào không? Nhóm trụ, đặc biệt là dầu VN30 thì thực tế là tôi cho rằng là cái nhóm trụ trong thời điểm vừa qua là hoàn toàn tốt cái vai trò trụ của mình, thực tế đã không hoàn thành cái vai trò trụ cột của mình để nâng đỡ chỉ số. Đồng ý rằng là chúng ta nhận thấy rằng là có một số những cái ý kiến cho rằng là những cái mã có vốn hóa rất lớn, ví dụ như ROS chẳng hạn hoặc ngay cả Sabeco thì sẽ tạo nên cái sự méo mó của chỉ số. Nhưng tôi cho rằng là cái đấy cũng khá là bình thường, chúng ta đã phải chấp nhận cái điều đó. Và thực tế thì hiện tại là thị trường chúng ta đang có một cái chỉ số là VNX Once. Đây là chỉ số đại diện chung mà tôi rất thích cái chỉ số này. Chỉ số này sẽ là cái chỉ số mà đại diện chung thị trường mà phản ánh chính xác nhất cái biến động và cái tình trạng chung của thị trường. Thì các nhóm trụ ở thời điểm tại phiến vừa nói xong là đã phân hóa rất là mạnh. Tôi đánh giá là không hoàn thành tốt vai trò của mình. Nhưng ít nhất trong đó vẫn có những cổ phiếu trụ mà đang ở vùng giá là khá là hấp dẫn. Tôi cho rằng ví dụ chúng ta đề cập Ri cũng là một cổ phiếu rất là cơ bản, nhà đầu tư có thể xem xét quan sát cổ phiếu này. Kế đến là trong ngành ngân hàng thì tôi cho rằng là ACB. ACB cũng là một cái ngân hàng mà có cái nền tảng cơ bản rất tốt, mà cái bước giá đã giao dịch ở cái mức giá ở vùng giá hiện tại là khá lâu rồi. Thì kế đến thì có thể xem xét đến cổ phiếu ngân hàng, đó là cổ phiếu của Sacombank. Sacombank tôi thấy là trong ngày hôm nay là tăng trần. Tôi đã để ý cái cổ phiếu này là cũng khá là lâu rồi. Thì hôm nay có phiên đột của tăng trần, thấy trên Sacombank cũng là cổ phiếu là có cái giá đang ở vùng giá là rất là hấp dẫn ở thời điểm này. Nhưng dĩ nhiên ấy, khi nhà đầu tư tham gia ở những cổ phiếu ở cái bối cảnh này ấy, thì câu chuyện mà nhà đầu tư dành bao nhiêu cái tỷ lệ tiền mặt của mình cho cái cổ phiếu mình lựa chọn là rất quan trọng. Tôi nghĩ rằng là chỉ lên giải ngân ở cái mức độ trung bình thôi và hạn chế sử dụng margin. Và đặc biệt là tốt nhất là những cổ phiếu mà nhóm trụ này thì chúng ta cũng phải lựa chọn những cái cổ phiếu mà nếu mà có cái khả năng mà trả cổ tức cao hoặc là có cái kế hoạch trả cổ tức cụ thể thì tôi nghĩ rằng là nhà đầu tư có thể xem xét cái này. Vâng, một lần nữa xin được cảm ơn anh rất nhiều. Cảm ơn Phi Yến. Thưa quý vị, chúng ta vừa có cuộc trò chuyện cùng anh Nguyễn Công Nguyên là giám đốc phân tích và đầu tư công ty chứng khoán Beta. Và những thông tin vừa rồi cũng mang tính chất tham khảo và chúng tôi hy vọng là quý vị sẽ có được những quyết định đầu tư thành công trên thị trường chứng khoán Việt Nam thông qua dựa vào những thông tin tham khảo vừa rồi. Và bây giờ xin được quay trở lại với bản tin FPNC ngày hôm nay. Và kính thưa quý vị, ngay sau đây xin mời quý vị cùng điểm lại những nội dung nổi bật đã được phát trong bản tin FPNC tối ngày hôm nay 8 tháng 12. Trong cuộc trao đổi với báo chí về tình hình thị trường trong những ngày gần đây, ông Nguyễn Ngọc Cảnh, Vụ trưởng Vụ Quản lý Ngoại hối Ngân hàng Nhà nước một lần nữa khẳng định thông tin nhà nước sắp đổi tiền là hoàn toàn sai sự thật. Người dân cần hết sức thận trọng trong mọi quyết định mua bán, tránh những rủi ro cho bản thân. Và chiều ngày 6 tháng 12 vừa qua, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã giao ngành công an cũng như các cơ quan chức năng tìm ra thủ phạm phao tin đồn nhảm làm ảnh hưởng đến nền kinh tế vĩ mô và môi trường đầu tư. Mới đây thì một số hiệp hội tại Việt Nam đã chính thức kiến nghị yêu cầu làm rõ ai thực sự là đơn vị chủ trì hoạt động tài trợ của TNA Ogilvy. Trước đó, cơ quan chức năng đã công bố đơn vị tài trợ khảo sát nước mắm cho Vinastas chính là công ty TNA Ogilvy. Tuy nhiên, theo văn bản kiến nghị của nhóm hiệp hội, việc công khai danh tính đơn vị chủ trì các hoạt động tài trợ cùng với lời xin lỗi của đơn vị chủ trì khi nên sự cố sẽ là biện pháp răn đe hiệu quả nhằm tránh tình trạng cạnh tranh không lành mạnh, gây tác động lớn đến người tiêu dùng như vụ việc vừa qua. Trong nỗ lực lấy lại mức sản lượng như trước khi bị cấm vận, chính phủ Iran mới đây đã ký thỏa thuận với tập đoàn Shell phát triển nhiều mỏ dầu khí lớn tại quốc gia Trung Đông này. Đại diện Shell cho rằng đây là một cơ hội lớn cho cả hai bên dù thị trường dầu thế giới vẫn còn nhiều áp lực. Kể từ khi đắc cử thì tân tổng thống Donald Trump đã liên tục có những tuyên bố rất được lòng người dân Mỹ và cả giới đầu tư. Mới đây nhất thì ông Trump đã tuyên bố tập đoàn công nghệ viễn thông SoftBank của Nhật Bản sẽ đầu tư 50 tỷ đô la vào Mỹ, hứa hẹn tạo ra 50.000 việc làm cho người dân nền kinh tế lớn nhất thế giới này. Trước mắt thì chưa có lộ trình cụ thể cho khoản đầu tư này của SoftBank. Và đến đây thì bản tin FPNC tối ngày hôm nay 8 tháng 12 xin được khép lại. Thay mặt những người thực hiện chương trình, Phi Yến xin được cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Quý vị có thể xem lại bản tin này cũng như tất cả các bản tin khác đã phát trên kênh FPNC thông qua website fpnc.vn.
Và đến đây Phiến xin được kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin tiếp theo.